đài ABC dẫn lời một quan chức Mỹ nói Israel tấn công Iran bằng tên lửa đánh trúng một khu vực tại Iran vụ việc diễn ra vài ngày sau khi Iran tấn công Israel giới quan sát đặc biệt lưu ý về khả năng Israel tấn công Iran để được cho là biểu hiện ăn miếng trả miếng có thể đẩy căng thẳng leo thang nguy hiểm tại trung đông thông tin về việc Israel tấn công Iran được vị quan chức Mỹ nêu trên đưa ra vào tối 18 tháng4 tức sáng 19 tháng4 theo giờ Việt Nam cùng thời điểm, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin về các vụ nổ tại sân bay Isfahan, trung tâm Iran. Theo ABC, quan chức này không xác nhận liệu Syria và Iraq có hứng tên lửa hay không. Nếu thông tin Israel tấn công Iran được xác nhận, đây có thể là tín hiệu đáng chú ý đầu tiên liên quan vấn đề liệu Israel có trả đũa Iran hay không cuối tuần trước iran phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái ron từ iran sang israel để đáp trả israel tấn công làm chết chỉ huy iran tại tòa nhà ngoại giao của iran ở syria